bốn người đồng hạng 3 điểm, đó chính là ba người bên này và chàng trai áo tím. Chúc mừng Kim Nam Vương. Em đã nhận được Nam Vương rồi. Vâng, mà Kira là 2 điểm và Việt Thi 1 điểm. Anh là đừng nói ra được. Nó có những cái mà mình giấu trong lòng thôi. Mình đừng có như vậy được không anh? Nè. Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta cùng chia đội. Mọi người muốn chia đội như nào đây? Ngồi về đi em. Ngồi về đi em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ngồi đi. Thế người ta bỏ chân cái này là người ta tốt cho MC, hiểu không? Đúng rồi. Ủa, anh thấy sao? Anh cứ đồng ý ngồi chỗ đó. Anh muốn qua đây ngồi. Anh lựa chọn đi, anh có quyền để lựa chọn. Anh phải ngồi đây, rồi một em. Được nè, ngồi đây nè. Mình ngồi vậy đi em. À ok ok, vậy thì theo khách mời chúng ta sẽ ngồi như cũ. Vâng, vậy đã chia đội xong. Chúng ta sẽ cùng qua đến vòng thứ hai được mang tên Crazy Challenge. Vâng, và trò chơi đầu tiên của vòng Crazy Challenge có tên là Tam Sao Thất Bản. Hello. Nhưng mà với phiên bản vẽ. Anh có tự tin về cái khả năng hội họa của mình không anh? Không. Nhưng không sao, mình có 3 vị trí lận. Dạ, 3 người sẽ đứng lần lượt với nhau. Thì cái người đầu tiên sẽ là người đưa ra từ khóa cho người thứ hai vẽ. Và người thứ hai vừa vẽ vừa nghe nhạc nữa cơ. Vừa vẽ vừa nghe nhạc. Vâng, sau đó là sau khi vẽ xong sẽ đưa cho người thứ ba để người thứ ba đoán xem từ khóa đó là gì. Vậy thì ở đây nếu mà ai không có khả năng hội họa hoặc là không tự tin về khả năng hội họa của mình có thể là người thứ nhất hoặc là người thứ ba. Anh không có khả năng hội họa nhưng mà anh nghĩ anh sẽ có khả năng phát họa. Thì cái này là chỉ cần đoán đúng là được mà, đúng không? À đúng rồi. Đây sẽ là phần thi lần lượt từng đội. Xin mời hai đại diện của đội vàng và đội xanh là cây lên để mà vươn sầm. Rồi, hai chàng trai của chúng ta. Dạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng, vâng. Chào em. Một. Rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả đúng không mọi người? Một, hai, ba. Một, hai, ba. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Em không biết về nhà chơi chứ biết là cái gì vậy? Vậy là hai bạn sao? Hai bạn sao? Lại là lần cuối cùng, lần cuối cùng nào? Nó gọi là... Một cái tố chất Nam Vương nó ngấm giống nhau ấy nên là cái... Một, hai. Rồi, anh có thể chọn xem là mình thi trước hoặc mình thi sau. Mình thi sau ha? Để xem người đội kia sao. Dạ, dạ, dạ. Anh sẽ thi trước, xin mời đội vàng ạ. Yeah. Vâng, trên tay của Mon đang là phiếu thăm cho đội vàng. Đội vàng sẵn sàng chưa? Rồi. 3 phút cho đội vàng, xin được phép bắt đầu. Xúc. Cái mà để dọn vệ sinh á. Ăn quả những kẻ trồng cây. Không, không phải. Đó là đồ vật. Đồ vật. Đồ vật. Đồ vật. Nước đổ. À. Ủa, em cho Vin vẽ hả? Không phải. Nước đổ. À, cái cây à? Cái xẻng hả? À không không. Cái xẻng. À lau nhà hả? Cây lau nhà hả? Hay 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 hay. 5 4 3 2 1 Xin mời. Cố lên em, anh nghĩ là em hiểu anh. Không nghe đâu bà. Tù. Cái tàn. 3 2 1 Xin mời cho đáp án ạ. Cái gì vậy? Cho đáp án là cái gì vậy? Chắc nghĩ là cò ạ. Đây. Em bể á. Ôm á, cái để ôm. Ôi ôm á. Không phải, không phải. Gần giống vậy mà nó bự á. Bự á? Ngồi ôm bự á? Không phải. Cái gì mà nó con gì trong rừng á. Anh nghe gì đâu mà em cứ nói nhiều nhỉ? Con gì trong rừng á? Con gì trong rừng hả? Con bự nè. Con gấu à? Từ từ, gấu gì, gấu gì, gấu gì? Ôm á. Gấu bông á. Gấu. 5 4 3 2 1 Xin mời. Gấu bông à? Gấu bông. Chính xác. Nhìn biết à. Cái gì mà nãy mình đội lên đầu? Mũ à? Không. Nó cái mặt nó là cái mặt hình như thế này. Cái gì đấy? Tất à? À ok. Nó là gần cái này cho nó để này. Ừ. Ừ. Lên đầu đấy. Lên đầu đấy. Khoan khoan khoan. Mẹ con cuốn. Màu màu. Tất ra. Quá. Hả?
Tất cả xong để tất nè, lên đi ra nè, xin lỗi độ đầu gì ạ? Em liên tưởng đến trò chơi. Anh thích độ đầu mà. Để xem gì nào xấu mức nào này. Quay đầu đi mà. Nói nghe nè, cây kẹp tâm nó đâm lũng nó vết. Cái này hơi bị khó vẽ nha. 4 đúng không? 3 2 Anh chỉ cái đầu. 1 Xin mời. Kêu đi, kêu đi. Kêu, kêu. Trời ơi, ba kìa. Ba không còn ăn trời. Mình dính, mình dính. Cái chuối, hả? Cái chuối. Không, 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 không. Cái giò, cái giò. Không, 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 bỏ cái này đi. Bỏ lên. Cái quần, cái quần, cái quần. Cái quần, sai. Hay đổi em luôn nè. Ok, bên mình em muốn đổi không? Đổi. Ok luôn. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Bố nhà. Đôi khi cái sự trừu tượng, cái tranh, cái nét vẽ của anh nó hơi trừu tượng nên mọi người không hiểu là phải rồi. Ủa, cái dễ lắm này. Cái này những cô con gái rất thích. À không, 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 nhầm, 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 nhầm. Bấm, bấm. Dưa leo. Trời ơi, thông minh hả? Thế tưởng nó ra quả. Năm. Hả? Dễ. Bí đỏ. Rồi, sai luôn. Năm à. Mụn, mụn, bí, mụn, mụn, bí đau, bí đau, chuối. Khoai, mụn. Cái. Bí đau. Sai. Đắp mặt mà. Mặt gì vậy? Đắp trước mặt mà. À dư. Cái này dễ, cái này dễ. Xoay vào voi. Con voi. Dễ ha. Yeah. Con voi dễ dễ để xem. Of course. Con voi dễ sao? 5 Tôi tiếp rồi. 4 Ui, mềm mũi dài rồi. 3 2 1 rồi xong rồi. Dừng, dừng, dừng. Ê, cái mồi trông ngưng ngả, kinh ngả. Kinh ngả. Không ơi, không ơi, không ơi. Rồi, con bé là con vịt mà nó đang voi. Vâng, bây giờ đã hết rồi, xin mời. Mời tay nghe nè. Nhìn nó rồi. Nhìn nó rồi. Nhìn nó rồi. Nhìn nó rồi. Em rối rồi, biết gì. Hai. Nhưng dù sao, một khi cũng rất thông minh và đang được, là con voi. Vâng. Đây chúng ta hãy cùng đếm phiếu mà đội vàng đã hoàn thành nha. Đếm nào. 1 Yeah. Xin chúc mừng đội vàng đã hoàn thành xong phần thi. Chết rồi. Em nghĩ là đội mình sẽ thắng. Em mong là vậy. Ok ok ok. Bây giờ sẽ là 3 phút của đội xanh lá cây. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. 3 2 1 Bắt đầu. Cái đồ đựng nước á. Cái đồ đựng nó bự, nó bự á. Đựng bự bự. Đựng nước. Cái đồ chứa nước. À. Bự. Cái đồ chứa nước bự bự. Cái chậu hả? Cái thùng. Bự quy. Bự hơn. Lớn. Cái gì? Cái gì chứa nước? Cái hồ ở dưới quê. Cái dưới quê hả? Cái giếng? Bự. Không. Cái giếng, cái hồ. Không. Cái chứa nước mà nó bự hơn mà nó giếng mặn bự hơn. Cái gì? Chó. Chó. À, chó. Chó Kiki. Chó. Chó. Vậy con chó vậy nè. Không. Vậy tả được thì nhìn kêu được. Xin mời. 5 Bánh chừng. 4 Bánh chừng. 3 à, 2 1 Xin mời đồng trận các bạn. À, cái thúng. Gác đúng. Trời ơi, anh giỏi đồ này thiệt luôn á. Đội xanh là cây đã chuyển đội hình. Yeah. Em nghĩ đội hình này sẽ tốt hơn nếu mà không có Gina vẽ. Gina chỉ cần miêu tả thôi. Gina vẽ cái lù mà anh nhìn ra bánh chưng. Thôi. Ngực. Không. Cưới. Rồi Hana vẽ ra cái gì mới gọi là vui này. Vâng, xem bạn đừng xem ạ. Chấm đại cái cây rồi. 5 4 Quay đi. 3 Quay. 2 1 Xin mời. Ủa sao nó giữa cái lưỡi kỳ. Quả cam. 5 Chút chút chút. Khoai tây. 3 À. Quả bưởi. Trò này hay thiệt luôn á. Hả? Nấu ăn, nấu ăn. Thực sự Nam Vương chúng ta mới tốt tất. Chảo, đúng rồi. Cái hình này nó hơi bị trừ. 5 4 3 2 1 Chưa các bạn. Cái khảo nó hình như tụi mình. Ủa sao mày dễ vậy vậy?
Thú của khoai. Cái này anh nghĩ là kêu rất tiền lẻ đúng không? Em bảo ai ai không hiểu, chỉ một người không hiểu. Chỉ những lúc như này nhóm B336 mới đồng hành cùng nhau thôi. Rất đồng lòng. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Ai này dễ, cái này dễ. Năm. Chỉ có bài dễ hả? Con ngồi. Okay, cái này đó. Em đã giỏi á. Đây là cuối cùng nha. Động vật. Con cá sấu. Mặt bằng màu tím. Màu tím. Màu tím, mặt bằng màu tím. Hana. Thôi đúng rồi, con Ha đúng rồi. Hả? Con Ha, con heo. Con Ha, Ha đúng rồi. Ha. 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 Ê, chị. Ha. Ngựa, ngựa phi, ngựa phi. Con ngựa. Không, hồi nãy đúng rồi. Hải cẩu. Hồi nãy đúng rồi. Cái gì nói nhiều quá không nghe hết trơn á. Em nói chữ Hà gì? Thu Hà. Đúng rồi, đúng rồi. Hà. Hà Mã. Đúng rồi. Hành quên. Để sao? Cái này mới chết rồi. Dừng quá. Hà Mã. Để sao? Hà. Hà Mã. Năm. Bốn. Chơi với con kẹt. 2, 1, xin mời. Hà Mã. Cái chân là chân con gà nè. 5, gà. 4, 3, 2, 1, con chim cánh cụt hả? Nani. Ủa, đúng liền luôn hả? Chơi nha. Anh mà... Anh...